quý vị và các bạn, hàng trăm ngàn cây xanh được trồng mới, nhiều tuyến thoát nước được khơi thông dòng, những tuyến đường sạch đẹp không rác, tất cả đều ghi dấu của sức trẻ thành phố Đà Lạt. Và các bạn trẻ ấy đã khoác trên mình chiếc áo màu xanh của thanh niên và luôn luôn mong muốn sẽ được cống hiến cho màu xanh của quê hương. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ những con người như thế qua đoạn phóng sự ngắn sau đây quý vị nhé. Ngày Chủ nhật xanh dường như đã trở thành một thương hiệu của tuổi trẻ. Với phương châm, ở đâu có rác là ở đó có đoàn viên thanh niên. Những bóng áo xanh tỏa ra mọi nẻo đường, bắt tay vào những phần việc như thu gom rác thải tại các trục đường chính, xóa bóc biển mẫu, quảng cáo, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương nội đồng, thu gom chai lọ, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, phế thải nông nghiệp, v.v. Hay những bạn trẻ này chẳng cần trực thuộc tổ chức đoàn nào, nhưng các bạn ấy vẫn chung một tình yêu màu xanh quê hương, mong muốn giữ gìn và bảo vệ môi trường sống. Thế là cứ mỗi ngày cuối tuần, họ lại kiên nhẫn, cần mẫn, nhặt hết tất cả những gì do người dân cũng như du khách để lại quanh Hồ Xuân Hương và khu vực quảng trường Lâm Viên để giúp trái tim của Đà Lạt ngày càng xanh, sạch đẹp và thân thiện hơn. Khi tụi em ra đây vui chơi á, thì thấy mọi người ăn uống xong thì thấy vẫn để rác lại vậy đó. Mặc dù thùng rác cách họ chỉ có khoảng cỡ 10 mét hay 20 mét gì đó, họ vẫn không có ý thức họ bỏ vô thùng rác, họ dọn dẹp. Nên là tụi em cũng ý thức được rằng là mình cần phải bảo vệ cái môi trường đó là của nơi mình sinh sống á, để cho nó được sạch sẽ và là có nó cũng có ảnh hưởng tới sức khỏe của mỗi con người. Không chỉ dừng lại ở đó, những mẫu giấy vụn, những chai nhựa vứt đi, nhưng các đoàn viên thanh niên của Thành đoàn Đà Lạt đã đi thu gom về và từ số tiền bán được, hàng trăm suất học bổng, suất cháo, suất cơm đã được các bạn trẻ trao tay những mảnh đời khó khăn. Với tên gọi thật đáng mến là học bổng ve chai yêu thương. Cái chương trình ve chai tình thương thì cũng được hưởng ứng rất là nhiều, mạnh mẽ các đơn vị từ các quán cà phê cũng như các quán ăn. Và đối với cái chương trình này thì các mạnh thường quân cũng biết được là trên thành phố Đà Lạt cũng còn rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn để cần giúp đỡ. Ví dụ như là chúng tôi vừa tổ chức cái chương trình cho 20 em trên địa bàn toàn tỉnh về cái tan máu bẩm sinh, cũng sử dụng từ cái nguồn quỹ của ve chai tình thương này. Vậy mới thấy, với tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, tuổi trẻ Đà Lạt đang cần mẫn gom nhặt những yêu thương và truyền đi thông điệp lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều. Và còn nhiều hơn nữa những hành động đẹp của các bạn trẻ vốn yêu màu xanh quê hương, nên đã và đang ngày ngày lan tỏa tình yêu thương tới mọi người.